Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về nhà mình các bạn nhé. Còn đây là chỗ mà để mình đi xe rửa xe đây, không phải là chỗ mình, nói chung là chỗ để mà đi ra đi lại thôi. Cất dép, cất giếc, đi về nhà. Đây mở vào thôi. Còn đây là em mình các bạn nhìn thấy đây là em mình các bạn nha. Đấy, đấy bên đấy vừa tua mới quay ra em mình đấy. Đùa các bạn cao. Đó. Đây là em mình, đây là còn đấy là vừa nãy mình chỉ là bảng đo chiều cao, còn đây là cái kệ đây, nói chung không có gì, sách rất là dày, nói chung là nhìn các bạn nhìn sách ít thôi. Còn đây là máy tính để mình online các bạn nha, đây là Dell, hãng Dell chứ không phải hãng MacBook luôn các bạn nha. Chẳng qua mình cứ dán bừa hình quả táo lên đấy thôi. Đấy, em mình đây này, em rất là cute luôn, nhưng mà mình tới gần thì oh no. Ố đá đi vào lòng người. Thôi, tiếp theo là đến địa điểm phòng bếp. Chắc quần em mình đánh thì còn cái nịt. Rồi, thì để thùng rác không quay đâu, xấu lắm. Còn đây là căn phòng bếp mình các bạn nha. Đó. Ở trong là phòng thờ, nhưng tí nữa mình sẽ review cho bạn xem. Trong lúc mình quay mình sẽ đã quên vào phòng thờ. Tí nữa mình vào. Vào đây. Mấy pha cà phê, mẹ mình rất hay pha cà phê. Mình giờ thánh pha cà phê ở trong căn nhà mình luôn. Rồi, còn đây tủ lạnh, đây là ngăn mát các bạn nha. Có sữa nặng này, rất nhiều thứ trong đây. Còn đây là ngăn đông, tất nhiên là có kem rồi các bạn. Dạo này mình không ăn kem mà bị hen. Rất là khổ luôn. Cái khổ là thế. Còn đây là bàn học của mình, các bạn đừng có nhìn kệ sách em mình hơi bừa bộn tí thôi. Còn bàn học mình thì mình đã dọn hết xong nhà rồi. Chứ kệ sách của em mình bừa quá thôi. Hãy người dọn. Đây là con lắc bạn nhà. Bạn nhìn mình đang chơi con lắc này. Nó con lắc truyền âm thanh. Bộ sách của mình sắp bên đi lịch sử loài người trước mình giới thiệu cho các bạn rồi. Đó, bản mình rất là bẩn luôn. Trời, nhìn mình xếp gọn lắm rồi nhưng vẫn bẩn đấy. Loại bàn này được một tí. Đó, bạn này xếp được một tí. Thôi, uống thuốc của ông xong. Nhìn đáng quá các bạn ạ. Ông mình là tiến sĩ lương y Nguyễn Hoàng. Chữa bệnh rất giỏi nhưng mà thuốc ông rất là hiệu quả. Anh chỉ tội đáng quá. Đây là cảnh uống thuốc, bạn uống thuốc xong các bạn nha. Nhìn nó áo dưới là đáng luôn. Thảo nào người ta có câu thuốc đáng rất tật. Đó, bạn cũng biết tại sao mình dán tờ giấy lên tủ lạnh không? Khi em sẽ làm video học tiếng Anh rất là hay. Nhớ chờ đón mình nha. Subscribe mình thật nhiều rồi. À xong mình hỏi là chiều cao của bạn là bao nhiêu? Chiều cao của mình là cao 1m40. Thật là lùn lắm. Chắc là các bạn cao 1m là mấy rồi. Mình thỉnh thoảng vẫn chơi các trò chơi dân gian. Đây là tủ mình cất sách trong bàn học mình các bạn nha. Chỗ này chẳng có gì là chuyên để vợ nữa. Máy tính của mình đang dùng là máy tính Toshiba các bạn nha. Nó Toshiba, máy tính này cũng cổ xưa và lâu đời rồi. Toshiba. Đây, là nhà mình. Và bây giờ phải pha phòng ngủ thôi nào. Pha phòng ngủ thôi. Trời, hơi bừa một chút. Đây là em mình này. Đó. Chuẩn bị này. Lại SML tiếp này. Đó, SML này. Đang quay đúng không? Ném một phát. Trời, rơi luôn ra đây luôn. May không chúng mình. Đấy. Đây là cũng là kệ sách của mẹ mình các bạn nha. Đó. Nơi quạt chân thôi. Chẳng có gì cả. Rồi quay. Có đây là đồng hồ này. Mình thức khuya rất là muộn để quay cái video này luôn, cho nên nhớ like, subscribe. Đây là buổi đêm nha, đây bằng chứng là buổi đêm các bạn nha, không hề là buổi trưa nha, đây buổi đêm. Mình thức rất là muộn. Đó. Hôm qua 10 giờ mình đi tắm, còn đây là xong mình sẽ xông tinh dầu cả nhà mình để tránh covid đi. Thì covid đang rất là rùng rập nên cũng phải cẩn thận một tí, phải xông tinh dầu. Đó là máy hen, nhưng mà mình nghĩ ra ký tưởng là rồi ôi phòng vệ sinh bậy nha, không được quay thôi. Thì nói chung đó là tổng quát của nhà mình đấy.
nó buổi đêm rất là mệt. Nó bảng là bình thường em mình cứ viết trước cái đấy, cho mình hỏi lại các bạn cao bao nhiêu, nhớ comment dưới phần bình luận bạn nhà. Đây bắt đầu mình sẽ đến nơi phòng thờ như mình đã hứa. Nó uống thuốc công xong, đây là mặt khuôn mặt bộ dạng mình thanh niên dùng cái iPhone 5 quay clip rồi. Thôi đây này, đây sẽ là phòng thờ, mình sẽ bắt đầu bật đèn lên các bạn nha. Nhìn tối lắm. Cái nhân vật mà mình muốn giới thiệu nhất cho các bạn đó chính là đèn TikTok. Đèn TikTok là nơi mình giới thiệu nhất. Rồi đây là mấy cái túi mi lông bữa rất là bừa bộn. Cái quạt này, cái kia. Thôi nói chung là bây giờ chắc là khoan, cân nặng các bạn là bao nhiêu cân nặng, mình thử bước lên các bạn nha. 34 cân rồi đấy các bạn ạ. Này mình nghĩ lớp 5 34 cân là béo lắm, bình thường 33 cân cơ, hôm nay lại tăng lên là 34 cân. Ui giời, thôi xuống đi, buồn lắm. Thôi nói chung là giờ chào tạm biệt các bạn, see you next time.